Cơ khí là ngành có những đặc thù riêng, đòi hỏi vốn đầu tư nguồn nhân lực kỹ thuật rất cao. Nhiều năm qua, cơ khí Việt Nam đã có những bước phát triển rất nhanh, tiệm cận với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những hạn chế đã tồn tại nhiều năm chưa giải quyết triệt để, cộng với những cách thức mới phát sinh sau dịch Covid-19 bùng phát, vẫn khiến cho các doanh nghiệp trong ngành này gặp nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm 2023, doanh nghiệp này phải lên kế hoạch tìm kiếm thị trường mới. Vì trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành, đơn hàng của doanh nghiệp hiện tại bị giảm đến 30% so với năm trước. Mình cũng vẫn phải chờ đợi. Nhưng đồng thời mình cũng phải khai thác thêm một những cái thị trường mới, cơ hội mới. Thị trường mới thì chủ yếu là ở nước ngoài. Ở những cái dự án hiện nay chúng tôi đi thiên về xuất khẩu, là dự án sản xuất các cái kết cấu cơ khí để xuất khẩu cho nước ngoài là chính. Thế còn ở trong nước thì có những cái dự án lớn về cơ khí thủ công. Từ cuối năm 2022, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Cơ khí Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên vật liệu phục vụ đơn hàng năm 2023. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, doanh nghiệp cơ khí lại không có nhiều thị phần. Năm 2023 thì như các bạn biết là toàn ngành kinh tế đều khó, chứ không phải riêng ngành cơ khí. Cho nên chắc chắn là sẽ khó hơn. Cái sản xuất trong nước phải có một cái chính sách như thế nào đó để vực dậy. Trên cơ sở chọn một số cái sản phẩm gì mà khai thác được cái tiềm lực trong dân, trong doanh nghiệp nội địa. Cái ngành cơ khí Việt Nam bây giờ tái cơ cấu như thế nào cho cái giai đoạn từ đây cho đến 2035? Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cơ khí của Việt Nam đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu do chưa xây dựng được các chính sách bảo vệ thị trường hữu hiệu. Trên cơ sở 4 cái điểm nghẽn về thị trường như vậy thì trong thời gian tới thì với vai trò của Bộ Công Thương ấy, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cái bộ ngành có liên quan để kiến nghị có những chính sách sửa đổi về những pháp luật về đầu tư, về luật đầu tư công, các chính sách về mua sắm công để làm sao cho các cái chủ đầu tư có thể là sử dụng các sản phẩm cơ khí sản xuất trong nước. Trước những khó khăn thực tại của ngành cơ khí, ngoài nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, theo các chuyên gia kinh tế, nhất thiết phải có lực đẩy của nhà nước thông qua hệ thống chính sách đồng bộ để doanh nghiệp cơ khí phát triển ổn định và bền vững.